bán mấy chị này bán sớm rồi ta. Bánh canh lợn. Hãy đổ ra mọi người. Ngay gió của ai lò đây. Phải có đồ bịt mặt rồi, khẩu trang rồi nha chứ. Có không? Lỡ ừ. Xuống xe đi đâu rồi phải có khẩu trang chứ. Không mặc áo hả? Mặc quần không mặc áo hả? Mặc má. Trời ơi, quả rồi. Chịu. Thiệt không chị? Hả? Rồi. Ủa, con nói mấy bữa mà vô quay con nó đó. Ờ. Lặn nhỏ cần á. Bà bán khoai mì này, cái gì, bánh da lợn nè. Rồi thôi giờ đi nha mọi người. Thì sáng sớm tinh thơ luôn nha, vô gặp gì chất còn ngủ luôn, kêu gì chất dậy luôn mọi người. Hello mọi người nha. Rồi chạy qua chỗ dì Xuân ở đây nè má. Nhưng mà giờ muốn gửi xe gửi đâu? Ai hỏi bà đâu? Đâu gửi xe ở đâu? Chỉ gửi rồi. Gửi xe đâu anh? Quán đi nhiều. Ở ghế ra đi, còn con uống cà phê ông nội. Đang ngồi ghế đợi chứ. Trời ơi. Ôi giờ này tối tăm tối gì nguy hiểm lắm nha chết. Vậy. Tối gì là nguy hiểm lắm nè. Cũng sợ chết luôn. Vậy. Tối nguy hiểm đó à. Con gái mất chân bằng. Thôi. Ớn đi vợ nhỏ nhà. Lên đi bán dễ quậy. Trong mà sân á. Ủa? Vậy là dì Sân đi mà không cho, chú đi hả? Trời ơi, tội nghiệp chú ghê trời. Rồi sao chú quản lý được? Đợt này đi là có mấy anh đẹp trai đi nữa đó. Sợ tôi đi bắt con ấy nữa. Ấy gì đi đại đi ba ơi, lâu lâu có một lần với biển với bà. Ở đâu không cho tôi đi đâu à. Tại ông không đi, đã mà không cho. Đi đại đi, ông biết làm tình không? Ông bỏ cũng qua, bà có bồ đó. Kìa, ghế kìa, ngồi cha xong gửi xe đi. Chưa chủ, chúng đi 5 giờ nữa. Anh cũng gửi xe phải không? Anh cũng gửi xe phải không anh? Đúng rồi. Rồi, vậy theo ảnh nè. Chúng mình em gửi cho. Vậy thôi, chứ ngồi xuống uống cà phê đi anh. Chưa mà, xuống cà phê mình chạy để không cho rồi, rồi. Để là xong rồi. Để chân dọn đi cái gì đó. Đâu gấp đâu. Không gấp. Má đầy mát quá trời, luôn ngủ đảm. Sợ trúng gió quá chứ mà. Chức biết con về tới nhà con không có ngủ miếng nào luôn á, cho chức biết gì đó. Vậy thất á, có ngủ đâu, bán xong về thất luôn. Con nghe nói đi Vũng Tàu con ham, con không ngủ miếng nào. Buồn quá, kép cậu lại cho tiền trả bà Sưng thôi, cứ đem thêm 700 mà. Đủ á, cái cán không? Bà kêu đột sức không à, mà chồng bà bóng vũ. Chủ mình độc sức không à.
nghiệp bà Sương họ không có ai câu tiền, bà đâu đi, có bà Sương cùng chết nữa. Bà Sương bà karaoke hay lắm, bà Sương. Quan trọng gì có chồng Phi Nhung kìa, karaoke cũng hay vậy. Chồng Phi Nhung nè. Ảnh ca kìa, đâu mà anh muốn lo anh ca, thứ gì? Chồng chị Dung nào cha? Phi Nhung đó, anh đẹp trai đó đó. Phi Nhung mà coi nhắc hả? Trời bữa nó ăn dâu ua của Phi Nhung thử đi bà. Trời bán ngon. Kìa gọi bà Sưng xuống, vợ ông á, kêu ông á, gọi xuống, chủ sĩ kỳ quá. Ông nhiều, sang quán cho vợ ông luôn đi. Thôi rồi. Mình ông bán chi, bỏ của chạy lấy người bà. Vợ ông vợ có thời chết bà luôn, không biết kêu bà nữa. Rồi đèn lên rồi, mừng quá chứ ơi. Cà phê đá nha chú. Chứ uống gì? Cà phê đá luôn bà. Uống chống ngủ. Đó. Tăng cường thêm lực lượng, nước suối, bia đầy đủ luôn. Trời ơi, giác chi dữ vậy. Chơi hoành tráng luôn à. Ba lô đem ra cho dì Sưng ở Vũng Tàu luôn nha mọi người. Ở 3 ngày 3 đêm luôn. Ôi bà chết. Giờ không biết mưa là gì, bà có người gì vậy? Ai biết, không đặt ghế đâu ngồi đó. Đúng đây coi đi. Mưa lâm râm hả? Phải nói ông gì về ông đợi chết bà làm gì nè. Chế nè má. Trời ơi. Phà không có vé với tôi đâu. Trời ơi. Trời ơi, anh sao bà đói vậy? Đây nè, là bà lên bà coi nè, coi ai cười ai nha. Bà đợi đi. Nè, chị hát một câu thôi. Ai lớn lên không một lần yêu. Hay không vậy? Hay chưa, không? Chưa hay, có vô, có vô đờn đúng nhịp mới được. Chứ phải muốn ca là ca. Nghe bà ca trời mưa luôn rồi kìa bà dữ. Chết bà được. Chết bà chết. Đâu, hôm nay chạy dắt vợ bé chạy nha má. Kêu bà ai lớn lên không một lần yêu. Uống ai vậy anh? Ôi, uống thuốc chưa lẽ ngồi lên sẽ ối rồi nha. Bia nữa nè. Trời ơi. Tôi không biết bia. Bia biết quá trời. Bia uống cũng khác. Không uống lâu sao uống ca. Tưng tưng mấy ca nữa thôi. Ủa mấy chồng gì kiều cô tối nó nhớ bà Sưng nha. Kêu nó lấy đá luôn à. Đem tiền về cho bà Sưng nha. Mày đi đâu vậy? Đi đá nhỏ luôn. Ở đâu? Con quỷ đi chứ nó đó. Kêu nó lại vô đá anh hết đá rồi kìa. Giờ này nó đâu có dao đâu. Giờ đi lấy hả? Ờ, cảm ơn chạy. Nha, chương trình hôm nay chuyến xe trên đường đi nha. Em tí giờ đi với chồng bà. Bà bán bột chiên, ghé ở đâu có sầu riêng á, ảnh mua cho em ăn hết á. Lần có đi bà Sưng mới có 10 triệu chứ nhiêu. Kiếm em 20 triệu, tôi với anh đi làm cúp liệu cho anh nha. Rồi, hôm nay đi rất hai, hai trời đánh của bà trốn mất tiêu rồi. Đi chờ đóng rồi. Sơn nói con lời đi Sơn ơi. Nói gì ông? Rồi Quang Dung nói kìa. Rồi Quang Dung kìa. Giống mẹ con anh á. Nói Dung bán ốc nè. Nói gì nói đi má. Trên đường đi chuyến xe. Chuyến xe này có một cái người quá đẹp. Đang thao thao bức tiệc đúng không? Nay lên biển có mình tôi ai cũng có cặp trong nhà. Cô buồn quá à. Vậy lát tôi đi tắm biển với chồng bà bán bột chiên. Đúng rồi. Lên chở hai đứa câu á, muốn múc muốn sắp gì
thì chắc về luôn. Bà chắc bà bốc dữ lắm nha. Con thì dục qua bên. Anh muốn ăn quýt cũng có quýt, muốn ăn sữa cũng có vú sữa. Bưởi có bưởi mà không? Muốn ăn bưởi có bưởi. Ăn xong rồi vợ quýnh đừng chạy ra tàu nha. Ông bột chiên ấy má mộ. Hôm nay lên đồ đẹp trai quá à. Nhìn ổng già luôn nha. Dạ là thấy cái mốt là phải không? Cây nghĩa về mận hả, còn cái đĩa nó chắc chết quá. Chết gì, có gì đâu mà chết, bình thường. Nhỏ như thỏ vậy. Thôi em ơi. Hai anh lính bà xưng dễ thương quá à. Thằng lấy 2 triệu đi mất tiêu mẹ. Bà chứa thằng lính. Chứa thằng lính đẹp trai mà chủ bà xong mà nói là dẹp đi đi chùa. Đó. Quất bà 2 triệu thằng trốn mất mẹ. Nó bỏ má nó giữ cái chợ hỏi đi kiếm. Đoàn xe tới chùa Bún Riêu mọi người. Năm xe là 547 cuối nha. Số xe 547. 547 đó. 547 đó. Rồi, 547. Đừng có phở đeo cũng được, có gì đâu. Nhiều người đâu ai đeo đâu. Ai muốn đeo đeo, có gì đâu. Chứ bùng mà. 547 đuôi đó. Số xe đó nha. 547 đuôi nha mấy anh mấy chị. Chuẩn xác nha. Chuẩn xác là mất xác. Bỏ 20 đi hơn 547. Trúng được nhiều chứ? Trúng được 7 triệu. Chồng Hà, chồng bà Hà đợi em xuống có bầu anh. Được không? Mình tắt tới tờ. Đây. Lại đi, không lại đi. Vô đâu vô à? Có cái chùi tới chùi nào. Vô đâu vô, thích đâu vô đó. 547 chiếc xe. Xe 547 chiếc xe. 547. Xe đậu đâu? Đậu đây chung phải không? Đi ôm, hiểu không? Mày đi, vừa đi với mã đi, để tao ẩm mạo. Mày đi bà Trưng, để tao ẩm mạo, không chịu mà. Bắt đầu à. Đêm lâm lạc á nha chất. Đi tiểu.
đông lắm mọi người, mới sáng sớm mà quá quá trời nhiều người đi hành hương luôn. Đúng rồi. Đó thì còn múc cho người từ người ai lại múc cho anh.